nhiều là xe dù bến cóc mà chạy với lộ trình là cứ 10 phút một chuyến như xe cố định. Có những cái vi phạm mà pháp luật quy định chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Hà Nội mới đây công bố đã xóa dứt điểm hơn 70 điểm xe dù bến cóc trên địa bàn từ đầu năm 2017 cho đến nay. Nhưng hãy khoan vui mừng với công bố này, bởi trên thực tế thì các điểm xe dù bến cóc vẫn hoạt động nhộn nhịp, công khai trên mọi tuyến đường, nhưng biến tướng thành nhiều dạng khác nhau. Đồng nghĩa với việc các điểm nóng vẫn dường như là miễn nhiễm với lực lượng chức năng. Chúng tôi đã tiến hành một khảo sát nhỏ và quý vị và các bạn sẽ được theo dõi trong phần sau của chương trình. Kính chào quý vị, tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới. Và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin chính. Các tỉnh phía Nam xuất hiện sương mù dày đặc, hiện tượng được đánh giá là sớm hơn trung bình nhiều năm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới sức khỏe của con người. Trong lần hiếm hoi trả lời báo chí, Bộ Y tế tiếp tục khẳng định thuốc của VN Pharma chỉ kém chất lượng chứ không phải là thuốc giả. Hàng nghìn người dân đổ về thủ đô Bangkok của Thái Lan để dự lễ hòa táng vị vua quá cố Phumifol Aduzadeh. Nổ nhà máy pháo hoa ở phía tây thủ đô Jakarta của Indonesia, ít nhất 47 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Những ngày vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam bị sương mù dày đặc bao phủ trong khoảng thời gian từ sáng sớm cho đến trưa. Hiện tượng sương mù năm nay được đánh giá là xuất hiện sớm hơn trung bình các năm và tiềm ẩn nhiều đến nguy cơ xấu đến sức khỏe của con người. Khoảng 9 giờ sáng nay, cầu Sài Gòn vẫn mờ mịt bởi làn sương mờ dày đặc bao phủ. Các công trình nhà cao tầng khu vực xung quanh như ở quận 1, quận 2 ẩn hiện mờ ảo trong sương. Các phương tiện khi lưu thông trên đường buộc phải sử dụng đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn. Theo các chuyên gia, đây là hiện tượng sương mù hỗn hợp xuất hiện khi có sự kết hợp giữa các yếu tố thời tiết như mưa nhiều, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, lượng ẩm trong không khí cao, lượng hơi nước tập trung ở tầng thấp dày đặc, kết hợp với những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến cả an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thì có Đồng Nai, Bình Dương và nhiều tỉnh thành Nam Trung Bộ cũng bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc hơn mọi năm. Theo các chuyên gia, sau sương mù, sắp tới các đô thị đông đúc còn có thể xuất hiện hiện tượng mù khô, tức là mức độ độc hại trong không khí còn tăng hơn nhiều. Người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao tinh thần đề phòng, tự bảo vệ sức khỏe chính mình bằng cách che chắn cẩn thận. Không chỉ sương mù mà các tỉnh phía Nam sẽ có mưa dồn dập trong những ngày tới. Nguyên nhân là do xuất hiện một giải hội tụ nhiệt đới bắc ngang qua khu vực này. Không loại trừ khả năng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải đối mặt với một áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp với mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã dẫn đến ngập úng trên một số khu vực thuộc các xã Khánh An, huyện U Minh. Mực nước đang rút chậm và gây ngập khoảng 10 hecta lúa. Ngày hôm nay, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục ở trục ở khoảng từ 8 đến 12 độ vĩ Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Cảnh báo từ khoảng ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, trên giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó thì vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Sáng nay, lễ tôn vinh người hiến tặng giác mạc đã diễn ra tại tỉnh Nam Định, địa phương đứng thứ hai về số người hiến tặng giác mạc. Tại lễ tôn vinh, Bệnh viện Mắt Trung ương công bố, cho đến nay cả nước đã có gần 400 người hiến tặng giác mạc. Theo số liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, gần 400 người hiến tặng gần 400 đôi giác mạc, đồng nghĩa với việc có gần 800 người thoát khỏi mù lòa do bệnh lý về giác mạc. Những địa phương có số người hiến tặng giác mạc cao nhất gồm Ninh Bình 261 người, Nam Định 36 người, Hà Nội 22 người, Bắc Giang 6 người, Thanh Hóa 5 người, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc 3 người. Hiện nay hai tỉnh là Ninh Bình và Nam Định đang hình thành phong trào hiến tặng giác mạc, chủ yếu là trong đồng bào Công giáo. Lễ tôn vinh nhằm biểu dương những gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp hiến tặng giác mạc và phát động phong trào hiến tặng giác mạc đem lại ánh sáng cho người mù đến cộng đồng. Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết
một người mắc bệnh lý giác mạc dù bị mù cả hai mắt nhưng cũng chỉ được ghép một giác mạc. Vì vậy, người hiến tặng giác mạc có thể đem lại ánh sáng cho hai người khác. Tiếp tục thông tin liên quan đến lô thuốc chữa ung thư giả của Vien Pharma. Bộ Y tế vừa có công văn trả lời 11 câu hỏi của Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án nghiêm trọng này. Theo nội dung trả lời từ Bộ Y tế thì một lần nữa, cơ quan này tiếp tục khẳng định H. Capita chỉ là thuốc kém chất lượng, không phải là thuốc giả. Nhận định này được nhiều chuyên gia đánh giá là thiếu thuyết phục. Ghi nhận sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn bản chất của loại thuốc này. Câu hỏi quan trọng nhất của tòa liên quan đến việc xác định tội danh của các bị cáo trong vụ Vien Pharma là hội đồng giám định của Bộ Y tế xác định lô thuốc này có tạp chất, không đủ điều kiện chữa bệnh cho người thì là thuốc giả hay thuốc kém chất lượng. Đối chiếu với quy định của luật dược năm 2005 thì thuốc H. Capita không đạt chỉ tiêu tạp chất liên quan. Trên cơ sở này, Bộ Y tế cho rằng đây là thuốc kém chất lượng và không được lưu hành, chứ không phải thuốc giả. Tuy nhiên, các chuyên gia dược cho rằng bản chất H. Capita là thuốc giả. Tôi xin nói là đứng về mặt chuyên môn dược thì đây là một cái thuốc giả, rõ ràng vậy thôi. Nó giả từ cái gì? Nguồn gốc xuất xứ, giả mạo một công ty. Tức là ở đây là công ty này không hề có thật trên cõi đời. Và cái động cơ của anh thì cũng rất rõ ràng thôi. Anh phải giả mạo là một công ty của Canada thì anh mới có hy vọng trúng thầu ở cái nhóm thuốc đó. Cái thứ hai nữa, bản thân các bị cáo cũng ý thức rất rõ về vấn đề này, cho nên đã chỉ đạo làm giả cái bộ hồ sơ. Thế thì về sau này thì có những cái động tác là đi kiểm nghiệm thuốc, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Kiểm nghiệm thuốc mà dù cho nó có 100% hoạt chất đi chăng nữa cũng không nói lên được điều gì. Vì thứ nhất, chúng ta kiểm theo cái tiêu chuẩn giả. Thứ hai, bản thân nó là thuốc giả rồi thì không được. Nội dung thứ hai dư luận quan tâm và tòa đặt ra cho Bộ Y tế là công ty Austin chưa được Bộ Y tế cấp lại giấy phép hoạt động nhưng vẫn có công văn đề nghị sử dụng giấy phép hoạt động của công ty này để nhập khẩu các lô hàng đã được ký hợp đồng trước khi giấy phép hoạt động hết hạn. Về vấn đề này, Bộ Y tế thừa nhận và giải thích Austin có công văn đề nghị sử dụng giấy phép hoạt động cũ để nhập khẩu các lô hàng đã được ký hợp đồng trước khi giấy phép hết hạn. Ngoài ra, dư luận còn băn khoăn về việc Bộ Y tế cho phép công ty Helix của Canada nhập khẩu lô thuốc này và 7 loại thuốc kháng sinh khác vào thị trường Việt Nam là một công ty ma và tính khách quan của Cục Quản lý Dược khi vừa là đơn vị cấp phép nhập khẩu, vừa tham gia giám định thuốc H. Capita. Bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng nếu những người trong hội đồng giám định đã lú lẫn hoặc quá ấu trĩ thì tốt nhất không nên cho họ tham gia vào công tác thẩm định các mặt hàng dược phẩm liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Cái thực trạng của chúng ta là bất cứ thuốc gì cũng nhập khẩu được vào thị trường và bất cứ thuốc gì cũng vào được bệnh viện. Thì đây nó là một cái nguy cơ rất là lớn, cần phải có sự sàng lọc từ trước. Và trong trường hợp này thì tôi nghĩ là với cái kinh nghiệm của những người ngồi trong cái hội đồng cấp thuốc đã trải qua biết bao nhiêu hồ sơ như thế này rồi, là những người trong ngành thì không thể có những sai lầm ấu trĩ như vậy được. Cho nên chúng tôi có quyền suy luận là đã có tác động. Điều quan trọng nhất lúc này là liệu rằng H. Capita đã từng được đưa ra thị trường hay chưa. Dù vào thời điểm này Bộ Y tế tiếp tục khẳng định chưa một viên thuốc H. Capita nào được đưa ra thị trường, nhưng nhiều chuyên gia hồ nghi với một doanh nghiệp ngạo mạn, liều lĩnh như Vien Pharma, rất khó tin họ nhập thuốc về mà lại chịu để trong kho tới gần một năm. Chiều nay, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cung cấp tới báo chí một số thông tin liên quan đến vụ Vien Pharma. Theo đó, ông Chu Đăng Trung, trưởng phòng thông tin Cục Quản lý Dược cho biết, việc nhiều tờ báo đăng tải thông tin tòa án triệu tập cán bộ Cục Quản lý Dược là không chính xác. Các thông tin triệu tập lãnh đạo Bộ Y tế bị triệu tập đến tòa án nhưng không đến, cử cán bộ không có chuyên môn đến hoặc là suy diễn pháp luật, phỏng vấn một số cá nhân rồi đưa tin là Bộ Y tế thiếu tôn trọng tòa án sẽ bị áp giải là hoàn toàn sai sự thật. Lý giải về việc đối với việc thẩm định lô thuốc H. Capita có 3 chuyên gia không ký tên là do 3 chuyên gia này bận công tác khác. Bộ Y tế khẳng định đã làm đúng các quy định của pháp luật về cấp phép, văn bản pháp luật quy định Cục Quản lý Dược không có trách nhiệm và không thể xác định được việc Vien Pharma làm giả giấy tờ một cách có tổ chức và tinh vi như kết luận điều tra, kháng nghị của Viện Kiểm soát đã nêu. Liên quan đến việc bác sĩ Trần Văn Sơn, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới bị hành hung trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân. Và ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Minh Hải, 22 tuổi, tạm trú tại thành phố Đồng Hới vì hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sau khi có kết quả giám định gây thương tích với bác sĩ Sơn, Công an thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục bổ sung thêm tội danh đối với đối tượng này. Với hai đối tượng còn lại là Phan Hoàng Diệu, 26 tuổi và Nguyễn Trung Thông, 33 tuổi, trú tại thành phố Đồng Hới, cơ quan điều tra đang tiếp tục cũng củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, trên đường Nguyễn Du, thành phố Đồng Hới, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe ô tô và một xe máy. Vụ va chạm đã làm hai người ngồi trên xe máy phải nhập viện cấp cứu. Khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, ba đối tượng gồm Hải, Diệu và Thông đã gọi người lái ô tô trong vụ va chạm giao thông trước đó ra nói chuyện. Sau đó thì giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Bác sĩ Trần Văn Sơn đang cấp cứu cho bệnh nhân chạy đến can ngăn thì bị nhóm đối tượng trên lao vào hành hung gây thương tích nặng, rách giác mạc, mắt và đa chấn thương. Một chương trình khá thú vị vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Hàng chục điều dưỡng, nhân viên y tế của các khoa phòng đã cùng nhau biểu diễn một hành động rất đơn giản, đó là rửa tay với xà phòng. Dù đơn giản, nhưng rửa tay đúng cách được xem là cách phòng ngừa nhiễm khuẩn mà phần lớn người bệnh không biết thực hiện sao cho đúng. Vào sáng ngày 26 tháng 10, tại sảnh lớn của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đông đảo các nhân viên y tế của bệnh viện cũng là những thành viên xuất sắc nhất của biệt đội diệt khuẩn đang tuyên truyền về tầm quan trọng của vệ sinh tay đến cộng đồng. Sau chương trình nhảy flag mob ra quân, biệt đội đã lan tỏa đến các khu vực khám bệnh để hướng dẫn người bệnh và người nhà cách vệ sinh tay trong không khí rất nhộn nhịp. Đây cũng là cách để bệnh viện lan truyền hành động giảm thiểu tình trạng nhiễm khuẩn ở các cơ sở y tế. Các bác sĩ cho biết, vệ sinh tay là một trong những biện pháp đơn giản, tiết kiệm nhưng rất hiệu quả trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm chi phí nằm viện, giảm gánh nặng bệnh tật. Hàng năm các bệnh viện tại TP.HCM đều cam kết về việc thực hiện các nội dung tăng cường vệ sinh tay, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày vệ sinh tay, đảm bảo an toàn trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Đã có 28 trên 30 cơ quan bộ ngành trung ương sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ số trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị toàn quốc sơ kết đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cho các cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2012 đến năm 2017 được Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hiện nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức sản xuất đảm bảo cung cấp chứng thư số tại 3 miền, trong đó có các địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đáp ứng kịp thời 100% về nhu cầu về cung cấp quản lý sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của cơ quan đảng nhà nước các cấp. Đặc biệt, đến tháng 9 năm 2017, đã đảm bảo cung cấp trên 85.000 chứng thư số triển khai cho 35 đầu mối bộ ngành trung ương và 63 địa phương. Qua số liệu tổng hợp, khảo sát và kết quả công tác kiểm tra đánh giá cho thấy, việc ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ đã phát huy hiệu quả trong công tác điều hành tác nghiệp và trao đổi văn bản điện tử tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Không những vậy, áp dụng chứng thư số còn phát huy hiệu quả trong công tác điều hành tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia lãng phí năng lượng và cần phải nhìn nhận nghiêm túc vấn đề tiếp cận và sử dụng năng lượng. Đây là đánh giá của bà Christina Figueres trong buổi gặp gỡ với báo chí vào ngày hôm nay tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam. Bà Christina Figueres là người được bình chọn là một trong số 100 nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2016. Bà cũng chính là nhà lãnh đạo quá trình đàm phán giữa 196 quốc gia và lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và các định chế tài chính và các tổ chức phi chính phủ toàn cầu để ký kết Hiệp định Paris lịch sử về biến đổi khí hậu vào năm 2015. Bà Christina Figueres cho biết, hiện nay cách Việt Nam tạo ra các nguồn năng lượng cổ điển không còn phù hợp với xu thế hiện nay. Năng lượng từ than đang khiến cho môi trường bị đe dọa. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải đào sâu, nghiên cứu quá trình thay đổi và cách thức tạo ra nguồn năng lượng mới. Việt Nam hiện cũng đang thuộc nhóm nước lãng phí năng lượng bằng chứng là nhiều nhà máy hiệu suất sản xuất điện thấp, tổn thất về truyền tải và cuối cùng là việc sử dụng không hiệu quả lớn gấp nhiều lần con số nhu cầu. Theo bà này thì hiện nay khối Liên minh châu Âu đã đồng ý tăng nguồn cam kết từ 57 tỷ đô la Mỹ lên 60 tỷ đô la Mỹ cho quỹ năng lượng xanh. Nhiều nhà đầu tư đang muốn hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Trong buổi gặp gỡ với báo chí vào ngày hôm nay, bà cho biết đây là thời điểm Việt Nam cần phải đẩy mạnh các hoạt động toàn hoàn thiện, thỏa thuận Paris và năng lượng sạch là một trong những yếu tố quyết định để giúp cho Việt Nam thực hiện cam kết của mình. Hiện tại thì bà Christina Figueres là nhà lãnh đạo Mission 2020, một sáng kiến toàn cầu nhằm mục đích giảm khí thải vào năm 2020.
Những đánh giá và khuyến nghị từ bà sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong thực hiện kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, VTC14 cũng đã có buổi trao đổi ngắn với bà Cristina Figueres. Cảm ơn bà đã dành thời gian cho VTC14. Thưa bà, tôi được biết chuyến đi lần này của bà tới Việt Nam tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng sạch và môi trường. Vậy bà có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới của bà trong lĩnh vực này tại Việt Nam? Thật vui mừng khi được trở lại Việt Nam. Đây là một thời điểm thích hợp để tôi có thể quay trở lại đây nhằm thúc đẩy chính phủ tập trung vào việc cải thiện nâng cao chất lượng chuyển hóa nguồn năng lượng. Điều mà tôi muốn nói tới ở đây đó là sự thay đổi về mặt cấu trúc nguồn năng lượng. Chúng ta có thể thấy rằng cách tạo ra nguồn năng lượng cổ điển có thể không phù hợp với xu hướng hiện nay. Điều này đòi hỏi chúng ta cần đào sâu nghiên cứu về quá trình thay đổi cách thức ra nguồn năng lượng mới tại Việt Nam. Bà nghĩ sao về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện thỏa thuận Paris? Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm và tiếp tục phát triển nền móng từ hiệp định này hướng tới năm 2018. Hiện Việt Nam vẫn rất chủ động trong việc nghiên cứu những thành tựu từ các quốc gia đã tận dụng thành công những lợi ích từ hiệp định Paris. Đây là thời điểm rất thích hợp để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh những công tác hoàn thiện về hiệp định này. Thực chất đây là một hiệp định luôn được các quốc gia quan tâm bởi sự nhận thức căn bản về việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và có trách nhiệm sẽ có tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế toàn diện. Bà đánh giá như thế nào về những nguy cơ mà biến đổi khí hậu đang gây ra cho Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung? Việt Nam phải làm gì để tận dụng nguồn hỗ trợ quốc tế trong thời gian này? Chúng ta không thể phủ nhận những hệ lụy mà biến đổi khí hậu gây ra cho Việt Nam năm nay. Một hiện tượng chung cho các nước Đông Nam Á đó là tần suất và sức mạnh các cơn bão, lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán xảy ra một cách mạnh hơn. Điều này buộc chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề tiếp cận và sử dụng năng lượng tại Việt Nam và một số các quốc gia trong khu vực. Bởi lẽ chúng ta thấy được một mối tương quan chặt chẽ từ việc sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, lệ thuộc và khai thác than đá, dầu mỏ chính là những nguyên nhân tác động đến khí hậu, môi trường. Điều này sẽ đến từ việc Việt Nam có một kế hoạch cụ thể và quan trọng là khả năng cân đối chính sách để áp dụng cho việc này tại Việt Nam nhằm thiết kế một kế hoạch tổng thể dài hạn. Có rất nhiều quốc gia với những thành tựu sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong quá trình thay đổi thiết yếu này. Bà nghĩ sao khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận Paris? Về điều này, tôi nhận thấy việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris không có nghĩa là nền kinh tế của Mỹ sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Ý tôi ở đây là Nhà Trắng đã và đang tồn tại những chính sách cụ thể và sẽ không thể rời bỏ trước tháng 11 năm 2020. Nhưng về khía cạnh kinh tế học, các thành phần kinh tế của Mỹ, từ chính phủ liên bang, doanh nghiệp, vẫn đang phải chịu sự ràng buộc từ Hiệp định Khí hậu quốc tế này. Một lần nữa xin cảm ơn bà và chúc bà có khoảng thời gian tuyệt vời tại Việt Nam. Mới đây, nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực tổ 19, ấp Ngô Quyền, xã Bào Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã phản ánh với VTC14 về tình trạng họ phải sống chung với trại giết mổ heo gây ô nhiễm. Chất thải sau khi giết mổ đã tràn ra hệ thống kênh mương tại khu vực người dân sinh sống hơn một năm nay. Nhưng những thông tin như thế này thì chính quyền địa phương vẫn chưa hề giải quyết. Nhóm phóng viên đã có mặt tại khu vực này để cùng tìm hiểu. Dòng nước kênh đen xì, nổi bọt, bốc mùi hôi thối. Đây là cách xả thải của những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ở nhiều địa phương vùng ven thành phố, lạm dụng dòng nước từ kênh rạch, suối để xả thải ra môi trường. Như mà khoảng mà nắng nó lên không biết 8-9 giờ đó thì nó hôi lắm mà đấy, bà con đây không chịu nổi đâu. Những căn nhà như thế này luôn được đóng cửa kín mít. Đó là cách mà những hộ dân ở ấp Ngô Quyền, xã Bào Hàm 2 dùng để đối phó với mùi hôi thối bốc lên cả ngày lẫn đêm từ trại tập trung giết mổ heo. Tuy nhiên, mọi biện pháp dường như đều vô tác dụng. Đóng cửa suốt ngày vậy đâu có dám mở cửa ra là hôi không thể sống nổi. Các trang trại thường bám ven theo các dòng suối để tiện xả thải. Điều này khiến sự ô nhiễm ở ngoại thành từ trang trại lan rộng và nhanh hơn. Người dân chịu ảnh hưởng luôn phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình khi từ không khí đến nguồn nước giếng đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phải là mấy năm nay rồi mà không có chính quyền nào mà can thiệp tới, cứ để giải quyết thôi. Hiện tại thì chưa có nhận được cái đơn phản ánh của các hộ dân. Thì nếu như mà có phản ánh của người dân đến với đài hoặc là đến cơ quan chức năng phía trên thì tôi sẽ phối hợp với các ngành, các ban ngành của huyện, của xã sẽ đi kiểm tra, xuống kiểm tra, triển khai kiểm tra và xử lý sớm nhất.
Lò mổ heo theo hình thức tập trung, số lượng heo lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con. Thế nhưng các hình thức xử lý chất thải sơ sài, tường bao che chắn xây không đúng quy định khiến nước thải xả trực tiếp ra môi trường. Khi việc quản lý của các địa phương còn chưa được chặt chẽ, việc xả thải gây ô nhiễm từ các cơ sở giết mổ heo vùng ven ngày càng báo động. Hà Nội mới đây công bố đã xóa dứt điểm hơn 70 điểm xe dù bến cóc trên địa bàn từ đầu năm 2017 cho đến nay. Nhưng trên thực tế thì các điểm xe dù bến cóc vẫn hoạt động nhộn nhịp công khai trên các tuyến đường. Có điều núp dưới những vỏ bọc tinh vi hơn. Một trong số đó là các văn phòng đại diện. Lợi dụng các văn phòng này, một số doanh nghiệp vận tải đã hình thành các điểm xe dù bến cóc ở nhiều tuyến đường và hoạt động dưới hình thức là xe hợp đồng, ngang nhiên vận chuyển hành khách, hoạt động như là tuyến cố định. Nhóm phóng viên VTC14 đã tiến hành khảo sát tại một số tuyến đường để cùng tìm hiểu rõ hơn về cách vận hành tinh vi này. Đường Trần Khắc Chân, quận Hai Bà Trưng, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai và cả trong các khu đô thị. Những văn phòng đại diện hoạt động như một bến xe này không phải là hiếm. Giờ đây là văn phòng anh. Không ở đây này, anh vào đây này anh hỏi cho em cái. Dạ vâng, gửi hàng này anh cứ bảo đây đi, vào đây này em đâu biết nó làm cái nhá. Đường Trần Bình, ngay sát bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Từ lâu là điểm nóng về bến cóc, xe dù. Dù cơ quan chức năng nhiều lần xử lý, nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Từ đầu năm đến nay thì riêng hoạt động vận tải khách, chúng tôi đã xử lý hàng trăm vụ với số tiền phạt lên đến khoảng trên 700 triệu đồng. Và riêng ở trong tháng 10 này thì chúng tôi đã xử lý khoảng trên 70 triệu tiền phạt và tước giấy phép lái xe hàng chục trường hợp. Nhiều xe khách hoạt động tuyến cố định trong các bến xe, rời bến mà chẳng có khách. Thậm chí, số lượng hành khách sụt giảm từ 65 đến 70% so với cách đây một năm. Quá nhiều là xe dù bến cóc mà chạy với lộ trình là cứ 10 phút một chuyến như xe cố định luôn. Mà họ thường thường là họ dùng xe 16 chỗ, xe limousine. Từ cái ngày mà có rất nhiều các cái dòng limousine mà đi vào trong thành phố để mà đón trả khách thì hầu như không phải một mình công ty vận tải bên Đông Lý mà tất cả các doanh nghiệp làm xe mà chạy lốt cố định thì hầu như là đều bị thiệt thòi nhiều. Các nhà xe tuyến cố định phải đóng đủ các loại thuế, phí, còn xe dù thì ung dung kiếm lời. Đó là thực tế mà chúng ta đã biết từ rất lâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc là đặt vé qua hệ thống mạng, hành khách sẽ được những chiếc xe limousine sang trọng tới tận nơi đưa đón theo một hợp đồng kinh tế đã soạn sẵn. Nhưng thực tế thì đây là những hành khách đơn lẻ được doanh nghiệp tập hợp và cử người đứng ra nhận hợp đồng và thu tiền. Với cách lách luật như thế này, những chiếc xe limousine vận chuyển hành khách như tuyến cố định mà lực lượng chức năng thì khó có thể xử phạt. Ghi nhận tiếp theo của VTC14. Trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, không khó để bắt gặp những chiếc xe limousine dừng đỗ chờ đón khách với đầy đủ những giấy tờ cần có như phù hiệu, hợp đồng. Theo luật thì không sai. Và nếu có kiểm tra kỹ, thanh tra giao thông vận tải chỉ có thể phạt lỗi, hợp đồng kinh tế không phù hợp vì thiếu chữ ký của bên A. Phụ lục anh cũng có đây rồi, nhưng thiếu một cái chữ ký của bên thuê. Đúng không? Theo căn cứ hợp đồng dân sự của anh, luật dân sự, chính những hợp đồng phải là không có giá trị. Nó phải có bên thuê của bên cho thuê thì phải có đầy đủ chữ ký. Đúng không? Đấy, thì tôi lập anh đầu tiên là lỗi vi phạm là gì? Hợp đồng không đúng quy định. Và thực tế, nếu lái xe tuân thủ đúng các quy định, thì lực lượng chức năng cũng khó có thể xử phạt. Tôi cũng chỉ biết là nhận là cái hợp đồng này là đủ tiêu chuẩn đi, thì cái này là mọi khi là rất đầy đủ, như vậy tôi sơ suất thì không kiểm tra lại cái chữ ký của hành khách trên xe chứ. Theo thanh tra giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm, tình trạng xe dù bến cóc hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng limousine hiện tại khá phổ biến. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng thanh tra đã phạt khoảng 700 đến 800 trường hợp. Khi kiểm tra các xe hợp đồng thì chúng tôi kiểm tra rất kỹ từ điều kiện của xe cho đến hợp đồng, danh sách khách hàng và nơi dừng đỗ đón trả khách theo quy định. Nếu có những cái vi phạm mà pháp luật quy định, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Những chiếc xe limousine cao cấp
được các doanh nghiệp vận tải mua với giá khoảng 1,3 đến 1,4 tỷ đồng và thường là vay vốn ngân hàng để mua, lên tới 80% tổng giá trị xe. Vì thế, bị xử phạt không phải là vấn đề quá lớn và xong xuôi, những chiếc xe này lại hoạt động như thường. Chuyển sang phần tin quốc tế, các nhà chức trách Brazil cho biết cháy rừng đã xảy ra ở vườn quốc gia của nước này, khiến cho hàng chục nghìn hecta rừng bị thiêu rụi. Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực làm việc để khống chế ngọn lửa. Truyền thông địa phương cho biết ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào ngày 17 tháng 10 và đã phá hủy khoảng 50.000 hecta rừng tại vườn quốc gia Chapadados Vedros ở bang Goiás của nước này. Lực lượng cứu hỏa đã phải sử dụng trực thăng phun nước để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên công tác này gặp nhiều khó khăn do thời tiết. Các nhà chức trách cũng lo ngại cháy rừng gây ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như số lượng của các loài động vật tại vườn quốc gia. Theo thống kê sơ bộ, các loài động vật như là sói, nai là những loài bị ảnh hưởng nặng nề nhất do vụ cháy rừng này. Hãng tin Reuters vào ngày hôm nay 26 tháng 10 dẫn lời các nhà chức trách Indonesia cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy pháo hoa ở phía tây thủ đô Jakarta của nước này. Vụ việc khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Reuters dẫn nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Tangkeram, thành phố vệ tinh phía tây thủ đô Jakarta, Indonesia. Lính cứu hỏa tại hiện trường cho biết có khoảng 35 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Việc xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng là rất khó. Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ mà chúng tôi nhận được thông tin trong sáng nay. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Hình ảnh trên truyền hình Indonesia cho thấy các cột khói đen bốc lên từ nhà máy, một phần tòa nhà đổ sụp, các phương tiện gần đó cháy đen. Các nhân chứng kể họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn trong sáng nay. Đến chiều nay, lực lượng cứu hỏa vẫn phải vật lộn để dập tắt đám cháy. Theo nhà chức trách địa phương, nhà máy nằm sát một khu vực dân cư mới hoạt động chỉ được khoảng 1 tháng rưỡi. Hãng tin Reuters cho biết rất đông người dân đã đổ về thủ đô Bangkok của Thái Lan để dự lễ hỏa táng vị vua quá cố Phumifol Adulyadej diễn ra vào ngày hôm nay 26 tháng 10. Các nhà chức trách Thái Lan cho hay đài hỏa táng hóa thân cho nhà vua đã được dựng lên trang trọng. Thi thể của nhà vua ở cung điện Hoàng gia Thái Lan đã được chuyển đến khu vực hỏa táng kể từ đêm ngày hôm qua 25 tháng 10. Dòng người mặc đồ đen ngủ qua đêm bên ngoài Hoàng cung Thái Lan để mong có thể được chứng kiến quá trình hỏa táng nhà vua. Hơn 300.000 người dân đã đổ về quảng trường Sanam Luang tại thành phố Bangkok để chào tạm biệt đức vua đáng kính. Rất nhiều người đã khóc trong nghi lễ hỏa táng của nhà vua. Chúng tôi sẽ tiếp nối và làm theo những gì mà vua cha đã dạy chúng tôi. Những lời dạy đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó vì nhà vua đã hy sinh rất nhiều cho chúng tôi. Tôi đã đến đây và đi một đoạn đường dài để có thể chứng kiến nghi thức hỏa táng của vua cha. Tôi rất muốn đến gần hơn nữa, nhưng rất khó vì tôi còn có con nhỏ đi theo. Vì thế đây là nơi gần nhất tôi có thể tiến gần được vua. Được biết thì hài cố quốc vương Phumifol Adulyadej sẽ được hỏa thiêu tại đài hóa thân Hoàn Vũ ở quảng trường Sanam Luang tại thành phố Bangkok, Thái Lan vào 22 giờ ngày hôm nay, 26 tháng 10. Tiếp đó, tro cốt của nhà vua sẽ được thu nhặt. Ngày tiếp theo, lễ cúng dường được tổ chức để cầu phúc cho tro cốt của nhà vua quá cố. Ngày thứ năm và cũng là ngày cuối cùng, tro cốt của nhà vua sẽ được chuyển về Hoàng cung. Vua Phumifol sinh năm 1927 tại một bệnh viện ở Mỹ. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm 2016 sau 7 thập kỷ trị vì, để lại nhiều đau xót và tiếc thương trong lòng những người dân Thái Lan. Trong khoảng một năm qua, gần 12 triệu người, tức 1/6 dân số Thái Lan, đã viếng thăm Hoàng cung ở Bangkok để tưởng nhớ nhà vua. Cảnh sát Malaysia vào ngày hôm nay 26 tháng 10 cho biết họ đã gửi đơn đến Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đề nghị giúp đỡ truy tìm tung tích 4 nam nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên, người được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Người này bị giết tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào hôm 13 tháng 2.
Cảnh sát Malaysia cho hay họ không thể bắt giữ 4 nghi phạm nói trên do không có đủ thông tin về những người này, trong đó có thông tin về hộ chiếu và số điện thoại di động. Truyền thông địa phương cho hay còn có một nghi phạm thứ 5 tên là Ri Rongchon đã bị bắt do liên quan đến vụ việc. Cụ thể, trong ngày diễn ra vụ sát hại công dân Kim Jong tại sân bay Kuala Lumpur 2, camera tại sân bay đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe đăng ký dưới tên là Ri Rongchon chở 4 nam nghi phạm nói trên đến sân bay. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng Malaysia không tìm thấy chứng cứ cụ thể để truy tố và người này sau đó đã bị trục xuất khỏi Malaysia. Cũng trong ngày hôm nay 26 tháng 10, tiếp tục diễn ra phiên tòa lần thứ 6 xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Asyad. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.